khoan 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 rồi 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 bắt đầu action action action. Rồi. Sau khi làm cá xong này anh em đi cải dừa các bạn. Được hai cái dừa lửa rất là siêu to khổng lồ ha. Siêu to khổng lồ. Hãy để hai bên ngực của bạn ơi. Đó, đây là vô địch đối thủ luôn. Bạn là nghiệt ngã nhất của năm nay hả? Mình chậm vừa trước thôi, mình đi ở xã thôi các bạn. Rồi rồi ok bạn. Rồi bạn đi lấy xã đâu vậy? Để mình quay bạn đi lấy xã luôn. Đây hả? Đây đâu có đâu. Xã đâu chú? Xã sao vô? Rồi đi 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 bứng xã anh em ơi. Nhổ luôn, nhổ luôn. Nhổ luôn, nhổ luôn. Rồi, bạn ấy sẽ dùng năng lực siêu nhiên của một lực dương để nhổ một buổi xả cực kỳ đơn giản, ai cũng nhổ được. Đây, đúng là một công việc thật phi thường. Yeah! Bạn ấy đã nhổ thành công. Mà mình nói bạn nghe nhỏ nhỏ nghe này, xả người ta đi ăn cắp á. Đừng la lớn chúng nghe lại nó bắt rồi, chết. Mình có xả rồi các bạn, mình có nước dừa là xong rồi. Rồi rồi. Là mình chiến nha. Bạn ơi, bạn ruộng ba cái lá xả già bạn bỏ ra cho nó gọn. Bạn ruộng cái xả kia thế ghê vậy. Cắt cái này ra bỏ đi, cái tay không cá gần luôn mà. Rồi bạn ấy đã đến khâu màng xả. Còn nó một cánh nó bay đó. Xong chưa? Hai bạn lặt xả lâu quá vậy? Ủa? Đó. Rồi, câu dọn dẹp rồi cái đó đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý, hợp lý. Khởi, khởi. Cuộn lá lại luộc luôn. Cắt bỏ khúc già đi. Cắt bỏ khúc già không? Ừ, ừ. Rồi ruộng lại để cặp bên đi. Rồi ok hoàn tất. Yeah anh em ơi, mình tới khâu luộc thôi. Chặt dừa, chặt dừa. À tiếp theo mình chặt dừa các bạn. Để nói về chặt dừa, lý do sao mình biết chặt dừa các bạn. Hồi đó mình có một quầy ghệ bánh tre các bạn. Bánh tre luôn hả? À, bạn ở Cà Mau bạn quen tới bánh tre luôn. Hồi đó em quen ghệ bánh tre bạn. Về nhà nó không biết chặt dừa bạn. Cha mẹ nó không chịu cho quen bạn. Mình tức quá mình về tập chặt dừa bạn. Bạn tức quá về bạn tập á, bạn tập hết mấy quầy dừa rồi. Bạn tập hết mấy quầy rồi. Rồi rồi rồi. Tôi thấy bạn tập kìa. Kết quả thất bại của bạn rồi. Trời ơi. Ôi, đây tôi chặt cho bạn ơi, bạn nhìn tôi biểu diễn nè. Khổ quá. Tiên tiên cầm giùm anh đi. Đừng có đụng đâu ha. Đó, đặt đó đó. Đây, đây mình chặt cho bạn coi nè. Đây, chặt cho. Bạn chặt bỏ hai tay kia đi. Ok, ok, ok. Cái tay cầm trên kìa. Trời ơi, mình đâu mà đó, có cái góc nó bị lớn. Giặt rộng ra. Sâu quá rồi. Giặt đứng quá rồi. Ta giặt hơi xéo xéo lài xuống. Ừ, xéo lài gì đó, đúng rồi, hợp lý. Mình nhờ mình chặt vậy đó, gãy mình bỏ mình luôn các bạn. Nhờ chặt đi gãy bỏ luôn hả? Nhờ vậy đó, mà bị gãy bỏ đó. Hôm nay chơi là cái gì? Để mình bẻ mấy chỗ nha các bạn. Còn bạn này đi bẻ ổi. Cái lỗi cái ổi này nó không có mọc ở trên trên cái cành mà nó ây âu nó mọc ngay cái cây luôn các bạn ơi. Quá bạn. Bạn này dùng sức lực dương nó bẻ ba cái ổi thật đơn giản. Rồi, bạn Hoài chúng ta đã hoàn tất việc chặt hai trái dừa. Nước dừa xong thì được một ca nước dừa các bạn. Cho mình hỏi là bạn chặt dừa xong bạn gái có quay lại chưa? Nó chia tay luôn rồi.